Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Kênh đào Phù Nam, thảm họa kinh tế và môi trường trong tương lai. Ngày 15 tháng 7, trang ASEAN có bài phân tích của tác giả David Brown về kênh đào ở Campuchia. Bài viết được dịch giả Song Phan dịch và đăng cùng ngày trên báo Tiếng Dân với tựa đề Nếu được thực hiện, kênh đào Campuchia sẽ là thảm họa kinh tế và môi trường. Tác giả nhắc lại, truyền thông Khmer đã ca ngợi dự án kênh đào Phù Nam Techno từ đầu năm 2023, với sự tham gia của sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, đồng thời thể hiện sự tin tưởng rằng tổng công ty cầu đường Trung Quốc sẽ ứng trước số tiền 1,7 tỷ đô la cho dự án này. Và đây là hình bài trên trang Asian Sentinel. Nhưng trên thực tế, vào khoảng đầu năm nay, các quan chức sáng kiến Vành đai và Con đường đã thông báo cho các nhà quy hoạch Khmer về quyết định không tài trợ cho kinh đào này. Sau một thời gian lúng túng, im lặng của truyền thông Thủ tướng Hun Manet đã nói với người dân Campuchia vào ngày 16 tháng 5 rằng công việc xây dựng sẽ bắt đầu vào tháng 8, đồng thời nhấn mạnh rằng cần có một tuyến đường thủy tự quản để duy trì sự độc lập về kinh tế và chính trị của Campuchia. Tác giả đánh giá không có gì đáng ngạc nhiên khi Campuchia muốn xây dựng năng lực xử lý hàng hóa và vận chuyển hàng hóa tại một trong các cảng của mình trên vịnh Thái Lan, khi cho rằng dự án kênh đào này sẽ giải phóng một phần ba hoạt động ngoại thương của Campuchia khỏi phải vận chuyển qua vùng nước của Việt Nam. Tuy nhiên, Campuchia không cần kênh chở hàng thừa thải và có nguy cơ về môi trường. Tác giả dẫn phân tích của kỹ sư môi trường Phạm Phan Long kết luận rằng ước tính chi phí 1,7 tỷ đô la cho kênh đào được Hội đồng Bộ trưởng Campuchia phê duyệt và rất thấp, chỉ bằng 1 phần 2 hoặc 1 phần 3 chi phí cần thiết và không có luận chứng kinh tế hợp lý nào cho việc đào kênh. Và đây là hình của Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet. Bên cạnh đó, tác giả cho rằng Việt Nam có thể và phải cải thiện hoạt động của mình, đặc biệt cần thiết lập một hệ thống vận chuyển hàng hóa ngoại quan, thay vì kiểm tra gần như từng mặt hàng đi đến Phnom Penh. Hơn nữa, các tàu chở hàng chạy trên sông Mekong thường phải chờ đợi nhiều giờ để cơ quan hải quan Việt Nam đến trạm biên giới và chấp nhận cho đi qua, theo điều mà một nhà phân tích có uy tín của Campuchia mô tả là thủ tục giấy tờ qua biên giới phức tạp tốn thời gian và đắt đỏ. Đồng thời vẫn theo tác giả, những nhà thương thuyết Khmer và Việt Nam nên nghiên cứu dự án cảng và đường sắt kết nối Vũng Án trị giá 5 tỷ đô la để làm gợi ý. Dự án đó sẽ kết nối qua đường sắt một trung tâm ở miền Nam Lào với các bến bãi container do Lào sở hữu và quản lý trên bờ biển miền Trung Việt Nam. Nó đã được bàn thảo trong một thập niên, bây giờ nó đang tiến hành một cách nhanh chóng. Tác giả cho rằng chi phí xây dựng thực sự của dự án kênh đào, khả năng hoàn vốn không chắc chắn và phí sử dụng cao chắc chắn là những lý do giải thích thuyết phục nhất cho việc các nhà đầu tư Trung Quốc không còn quan tâm. Tại thời điểm này, kênh đào Phù Nam Techno dường như khó có thể tiến xa hơn giai đoạn động thổ. Đối với các nhà thủy văn và chuyên gia nông nghiệp, những người đã cảnh báo về những tác động bất lợi vốn có trong kế hoạch kênh đào của Campuchia, cho đến nay vẫn chưa có nhiều tác động. Việc dự án không khả thi là một tin tốt và đây là hình dự án kênh đào Phù Nam Techno. Tác giả cũng nhắc đến hai mối lo ngại lớn về môi trường. Ngoài Campuchia ra, các chuyên gia dường như nhất trí rằng việc chuyển nước đến kênh vào mùa khô sẽ khiến nước mặn xâm nhập sâu hơn vào các nhánh sông ở đồng bằng sông Mekong. Tác giả dẫn ông Lê Anh Tuấn của Trường Đại học Cần Thơ và ông Brian Eller thuộc Trung tâm Stimson tại Washington DC đã cảnh báo rằng nếu không có những điều chỉnh lớn trong thiết kế của kênh, nó sẽ tác động như một con đê khổng lồ chia đôi đồng bằng bị ngập lục xuyên biên giới rộng hàng triệu hecta trải dài về phía nam và phía đông từ Campuchia tiến sâu vào châu thổ sông Cửu Long của Việt Nam. Ông Euler cho rằng con kênh sẽ làm vùng đất bị ngập lục tách rời, tạo nên một vùng khô ở phía nam và một vùng đất ẩm ướt ở phía bắc. Tác giả cho biết, đến nay chính quyền Phnom Penh đã nét tránh nghĩa vụ của Campuchia trong việc thảo luận về những tác động có thể xảy ra của dự án kênh đạo đối với sông Mekong với các thành viên của ủy ban sông Mê Công nhấn mạnh một cách thiếu trung thực rằng dự án chỉ ảnh hưởng đến một phụ lưu của sông Mê Công và rằng trong thông báo tháng 8 năm 2023 Campuchia đã cung cấp cho nhân viên ủy ban sông Mê Công tất cả thông tin mà các bên ký kết hiệp định sông Mê Công đòi hỏi quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin kênh Đào Phù Nam thảm quả kinh tế và môi trường trong tương lai Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Taxi điện Việt Nam không được chính phủ Campuchia cấp phép hoạt động. Ngày 14 tháng 7, BBC Tiếng Việt loan tình, Thủ tướng Hun Manit bác thông tin cho công ty taxi điện Việt Nam hoạt động tại Campuchia. BBC dẫn báo Mertham ngày 14 tháng 7 cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bác bỏ thông tin cho rằng chính phủ của ông cho phép các công ty taxi điện của Việt Nam và Trung Quốc hoạt động tại Campuchia. BBC dẫn lời ông Hun Manet cho biết ông nhận được thông tin từ một nguồn đáng tin cậy về việc một nhóm người đã huy động các tài xế xe ôm và taxi ba bánh, còn gọi là tút tút, lên tiếng phản đối với cáo buộc chính phủ đã cho phép công ty xe điện Trung Quốc và Việt Nam hoạt động tại Campuchia và điều đó có thể khiến họ mất việc làm trong tương lai. Ông Honmanit cho biết về vấn đề này ông đã nói rõ nhiều lần rằng chính phủ Campuchia chưa bao giờ cấp phép cho các công ty xe taxi điện từ Việt Nam hay từ bất kỳ quốc gia nào làm ăn, kinh doanh tại Campuchia. Và đây là hình bài trên BBC. Ông nói Campuchia chưa cần các công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực taxi điện. Thủ tướng Campuchia cũng nhắc lại mối quan tâm của chính phủ trong việc cải thiện mức sống của công nhân làm việc trong các lĩnh vực kinh tế phi chính thống, bao gồm tài xế xe ôm hoặc xe ba bánh. Bên cạnh đó, ông Hun Manit cũng cảnh báo những người tung tin giả sẽ lãnh các hậu quả pháp lý và kêu gọi các tài xế xe ôm, xe ba bánh không tin vào sự kích động của nhóm người này. BBC cho biết tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng đặt mục tiêu sau Lào sẽ là Campuchia. BBC cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Campuchia bác bỏ khả năng Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực taxi điện tại quốc gia này. BBC đề cập đến thông cáo của người phát ngôn chính phủ Campuchia bác bỏ tin tập đoàn VinGroup có kế hoạch khởi động công ty gồm 2.500 xe taxi điện ở Phnom Penh, Sihanoukville và Siem Reap vào tháng 12 năm 2023. Theo thông cáo trên, nguyên nhân của sự hiểu lầm là từ cuộc gặp giữa thủ tướng Hun Manet và chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng vào chiều ngày 12 tháng 2 năm 2023 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Hun Manit. Theo BBC, vào tháng 6 năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng công bố quyết định thành lập công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô, xe máy điện và dịch vụ taxi. Xe chạy dịch vụ là các sản phẩm xe điện của VinFast. Và đây là hình Thủ tướng Campuchia Hun Manit. Tháng 11 năm 2023, GSM đã khai trương dịch vụ taxi điện tại Lào. Theo thông cáo chính thức, VinFast cho biết, ngay sau Lào, GSM sẽ mở rộng ra các quốc gia Đông Nam Á. Tháng 1 năm 2024, GSM cho biết họ xem Indonesia là thị trường tiềm năng và trọng điểm với tuyên bố vốn đầu tư có thể lên tới 900 triệu đô la. Vẫn theo BBC, vào tháng 11 năm 2023, trả lời báo VN Express, ông Nguyễn Văn Thành, tổng giám đốc công ty GSM Toàn cầu nói rằng, sau Lào sẽ là Campuchia. Như vậy, Campuchia đã được dự tính là một điểm đến tiếp theo sau Lào của GSM. Nhưng đến nay, tập đoàn này không thể hoạt động tại xứ sở Chùa Tháp. BBC cho biết thêm, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào và Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố món quà của Việt Nam tặng Lào 20 xe điện VinFast VF9. Ông Tô Lâm ngày 11 tháng 7 đã đích thân lái một chiếc xe VinFast VF9 chở tổng bí thư chủ tịch nước Lào đi một đoạn, trong khi tại Campuchia, ông không tặng xe VinFast. Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình kinh doanh của VinFast, BBC tiếp tục cho hay hãng xe điện Việt Nam đã hoãn khánh thành nhà máy tại bang Bắc Carolina tại Mỹ sang năm 2028. Hãng cũng hạ mục tiêu bán hàng cả năm từ mức 100.000 chiếc xuống còn 80.000 chiếc trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu chững lại. BBC dẫn số liệu từ Bộ Giao thông Công chính Campuchia. Theo đó, tính trong 6 tháng đầu năm 2024, Campuchia có tổng cộng 2.900 xe điện được đăng ký chính thức. Hãng xe điện BYD của Trung Quốc đang dẫn đầu tại thị trường này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Taxi điện Việt Nam không được chính phủ Campuchia cấp phép hoạt động. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.